chúng ta sẽ tìm chơi đến một clip dành thưởng cho ngày hôm nay nha. Ủa, tốt của tao đấy. Ok, thì hôm nay mình sẽ đi tiến hóa bộ ba bét đó là thằng Ánh Trăng, Mickey và cả Coco lên cam nha mọi người. À, trước khi vào video thì anh em nhớ ấn like một biểu bất kỳ, và kèm theo đó là một lượt đăng ký cũng như bật chuông thông báo để thông báo lại bất kỳ video mới đến nhất trong kênh nhé mọi người. À, thì như anh em đã biết, cái thời mà khai thiên lập địa, cái lúc mà game mới ra thì anh em nào mà đang chạy cú cái gặp tiền thì phải nói là auto Mickey, kèm theo đó là một con bé trồng trắng này cũng rất là được anh em mua chuộng. Còn Mickey này phải nói là thời kỳ đó nó cực kỳ là hiếm nha mọi người, nó chỉ xuất hiện trong đua top nộp tiền bảng xếp hạng của game, thì may ra mới tích lũy được tiến hóa. Nhìn giờ thì đã khác rồi anh em ơi. Thì nó anh em chỉ cần tích lũy đăng nhập hàng tháng thì anh em sẽ có được số điểm danh, và sau đó là vào cửa hàng để quy đổi nha. Ok, thì hôm nay mình sẽ đi tiến hóa ba con này lên cam lên hình thái mới nha mọi người. Một cuộc chiến luôn nha, thánh quang tiến hóa này. Ok, thì mình sẽ tiến hóa con thằng Ánh Trăng này trước nha. Thằng cam thì nó sẽ thay đổi hình thái, nó tăng được đâu đó là gần 3 ca lực chiến nha mọi người, 2 ca 6. Ok, mình sẽ tiến hóa luôn nha. Thực ra thì mình tiến hóa này để cho nó trống kho bắt kho bét của mình, để sắp tới mình sẽ ấp duyên lợi cho con gấu Giáng sinh nha mọi người, thì anh em sẽ cùng hóng clip đó nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hóa con thằng Ánh Trăng này trước nha. What the hell? Một sự kỳ ta, một lỗi game à. Một thằng Ánh Trăng mà sao sao mình nhận kia đấy. Đâu cũng để coi ra coi lại âm hành. Ok, thằng Ánh Trăng lên cộng 6 rồi. Ok, thì cái đó mình sẽ tiến hóa tiếp nha mọi người, là con Mickey. Thì Mickey là thuộc dạng bắt bét cân bằng, thì anh em nào một cái chân cái cốt mà ít nào thì cũng bên này cũng là một lựa chọn tốt cho anh em á. Ok, thì Mickey thì mình tiến hóa sẽ lên được đâu đó là hơn 1 ca lực chiến thôi, 1 ca 6 nè. Ok, tiến hóa luôn nha mọi người. Thì này là gọi là đánh lừa thị giác mà anh, bên này gọi là đánh lừa thị giác anh em á. Rồi ok, và cuối cùng là gà Coco. Rồi hết gà Coco. Ủa hết bét rồi. Ok, thì mình sẽ vào trong cửa hàng để quy đổi nha mọi người. Như trong đây nó có gà Coco này. Ok, mình sẽ đổi 4 con này cho đủ luôn nha. 1, 2 này. Còn nữa nè. Ok. Tiến hóa này. 1, 2, 3, 4 con. Rồi lên cam luôn. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Ok, vậy là mình đang có 3 con. Ok, thì mình đã tiến hóa lên cam xong 3 con này nha mọi người. Thì mình sẽ đi đánh ngộ nha. Thì bét này chỉ là bét phổ của mình nên mình không cần phải đánh ngộ cấp 4, cấp 5 mà full như nó nha. Chỉ đánh ngộ cho kỹ năng bừa thôi mọi người. Ôi, mà như mà ôi sao ta. Ôi lỗi à. Ok, một cái tấn công chí mạng kìa. Nếu như không lặng. Ok, mình sẽ để tạm thế này nha mọi người. Mickey thì có hai cái mình nhiệt cân bằng, nhiệt trung động, kê không làm chi mà cũng nhẹ rõ luôn. Còn gà Coco này, Coco cũng hai kỹ năng cầm làm nhiệt xung kích là ok rồi mọi người. Xin lực ha. Ok, mình sẽ để tạm vậy luôn nha mọi người. Rồi như vậy là xong. Ok, giờ mình sẽ làm vài trận ranh nha. Mình sẽ cầm con thằng Ánh Trăng nha mọi người. Cầm thằng Ánh Trăng đi. Quá xịn sò luôn.
thì mùa thì tiếng lên cao thì phải nói rất là đẹp nha mọi người. Xin chào. Ok, giờ sẽ tiến luôn này. Ok, hiện tại là đang kiếm cơm mọ. Ok, clip của mình đến đây thôi nha mọi người. Chúc mọi người xem clip vui vẻ. Đừng quên nhớ ấn like và chia sẻ đi mình nha. Ok, bye bye. Hẹn anh em ở clip tiếp theo nha.